Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Tuyền, mình đến từ HL Studio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về dòng Monopod của Jun Teng. Trên tay mình hiện tại đang là con VCT288. Còn đây là con VCT588. Đây là hai sản phẩm đáng mua nhất trong dòng Monopod của Jun Teng. Mọi người hãy cùng mình xem bên trong sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Đây là dòng Monopod phục vụ được cho cả nhu cầu chụp ảnh và quay phim với tầm giá cực kỳ lý tưởng. Chiếc Monopod này có thiết kế chắc chắn với chất liệu là hợp kim nhôm. Chiều cao tối đa có thể đạt được lên đến 166cm. Phần chân của nó có thể gấp gọn lại, tháo rời ra khỏi trục chính. Rất đặc biệt khi về giá dưới 1 triệu mà Jun Teng lại trang bị cho chiếc Monopod này một củ dầu có thể xoay theo hướng dọc và ngang cực kỳ mượt mà. Chân đế của Monopod được thiết kế rất linh hoạt để có thể đứng thẳng hoặc nghiêng sang bất kỳ hướng nào mong muốn. Có một chốt xoay để giữ cho Monopod đứng thẳng hoặc xoay theo các hướng khác nhau. Ngoài ra, chân đế ba càng này cũng có thể tháo rời để gắn máy ảnh hoặc điện thoại trực tiếp lên ở độ cao thấp khi cần. Khi đó, nhà sản xuất cũng sẽ tặng kèm một chân cao su để sử dụng cho trục chính của Monopod. Khác với tripod có 3 chân để cố định nên khi sử dụng sẽ có độ ổn định cao hơn, ít rung lắc hơn. Monopod không nhằm đến mục đích cố định máy ảnh mà được sử dụng như một cánh tay thứ ba. Nó giúp giữ cho máy ảnh đủ ổn định để quay chụp nhưng vẫn đảm bảo được sự linh hoạt trong các xuất hình. Với chân đế có thể ngả sang các hướng khác nhau, chúng ta có thể tận dụng nó để thực hiện các cú máy độc đáo. Trong tầm giá dưới 1 triệu thì sẽ rất khó để tìm được một hãng nào có một chiếc Monopod đầy đủ chức năng như Jun Teng mà lại vẫn đảm bảo đủ chắc chắn và cực kỳ bền bỉ khi sử dụng trong điều kiện bình thường. Trọng lượng của nó cũng chỉ khoảng 1,3kg nên là cực kỳ ok khi mang theo trong những chuyến đi du lịch hoặc các sự kiện đông người mà không gian lại chật hẹp.